xin chào cô chú anh chị mình buổi chiều hôm nay thì có lên hai bộ cái chữa nha anh chị cái con đầu tiên này thì uh, uh, tình trạng nó thì anh chị coi ha móng thì nó không được sò nha anh chị bò này thì móng nó không được sò nha nhưng mà nó lớn con con này thì uh, lúc trước thì uh, nó có cái diêm da nào ít một anh chị mà nó liền da hết rồi ha nó chỉ còn cái uh, cái thẹo thẹo sơ sơ nha anh chị một uh, dâm vài một khoang không có nhiều đó con này thì nó đẻ lứa rồi nha anh chị con này thì chủ nhà người ta nói chữa bồi xin ha đó con này chữa bò xin nha anh chị đó thì bao chữa cho cô chú chị mình nha bò này thì uh, hồi nãy thì em có nhờ thuê đầu qua không khám cái rồi ha đã chữa bầu xin lại được 5 tháng nha anh chị đó con này thì anh trẻ mới có lứa đang bầu lứa nhì ha đã chữa bầu xin được 5 tháng bao chữa nha anh chị bao khám nha bao lồi lú cho anh chị em mình là bao cho cả nhà mình là tứ đẻ nha con này thì mới bẻ có hai đôi răng nha anh chị và tơ nha đó con này thì nó cao là một mét ba bò nha anh chị đó cao mét 3 bò ha Lớn con Con này thì em báo giá cho chị mình là 25 triệu ha Đó 25 triệu cho cái con bò cái Chữa này nha anh chị Chữa này là chữa lướng nhì nha anh chị Mới bẻ hai răng ha Thì cô chú chị mình cần cái mẫu bò Mà nó lớn con Nó dài đòn lưng thẳng nữa Nhìn mẫu mã nó đẹp á Đó rúng chèn Nó chỉ có cái móng nó không được sò nha anh chị Đó anh chị coi ha Chữa bò xin nha anh chị Bao bầu cho chị mình ha Giá 25 triệu qua đen hết nha anh chị còn bên đây là con số 2 nha con này thì xá tích cũng nghiêm chỉnh hết nha anh chị cái con số 2 này là mẫu Bombay bay thùng ha nên là dậu rúng rồi nó hết biết nha anh chị đó bài bản ha dò cẳng thì chân móng hoàn thiện đi đứng độ ok hoàn thiện hết bao tật lỗi rồi cho anh chị mình nha con này thì nó thuộc về cái mẫu bò lớn con luôn nha nó cao là một m hai bò nha anh chị con này thì anh đo ngay sẽ lưng ha lớn con mà cái mẫu thì bò thùng của anh chị Bombay bay á, nó có thùng nó có ngang đó chị mình coi ha lông da thì đổ mặt anh chị bên kia cũng đổ mặt luôn hai con thì không có con nào lan giá hết nha anh chị con này thì nó đẻ ba lứa rồi nha và đang bầu lứa tư thì bò này nó chữa cũng lớn tháng mà em hỏi chủ giường người ta nuôi á rằng người ta không có nhớ là cái bò nào á nên là em cũng không có biết con bò này nó mang thai là con bò gì nhưng mà khám về bầu á thì con bò này đã bầu rồi nha anh chị bầu lớn tháng ấy, chữa là 6 tháng mấy là gần 7 tháng bò ha đó nên là em bao bầu cho anh chị mình bao chữa, bao khám và bao lòi cho anh chị mình cứ đẻ ha. Đó thì à, sau này nó đẻ ra được bò nào thì anh chị mình nhờ vào đó nha. Tại vì em hỏi mà chủ nhà không nhớ thì em cũng không biết nói chữ bò gì. Đó con này thì à, tình trạng nó là nghiêm chỉnh ha. Bao tật lỗi cho anh chị mình cứ đẻ. Con này thì em bán cho anh chị mình giá là 24 triệu 500 ngàn nha. Đó 24 triệu 500 ngàn thì anh chị mình sẽ chốt được cái à, à, con bò cái số 2 này còn con đầu tiên là 25 triệu ha con số 2 này là 24 triệu 500 000 nha anh chị